Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây thì em lại về thêm cái linh kiện thay thế, đó là vỏ thùng loa hỏa tiễn 2 bát 30, hỏa tiễn đôi 30. Hiện tại em đang có là đôi 40, đơn 40, đôi 30, và sắp tới thì cố gắng ra nốt cái mẫu đơn 30 để các bác gọi là phù hợp với khả năng nghịch ngợm như thế nào đấy thì tùy. Thì cái mẫu này em vừa về hàng đây nhá, để dưới kho bụi bẩn quá khiếp. Thùng sơn sần cát, sơn sần cao cấp nhá. Cụ kèn đây, cụ kèn đây, đây là cụ định hướng bass. Dòng này thì gỗ dán chống nước, không sợ nước mưa. Mà khối lượng thùng cũng không có gọi là to lắm, cũng tương đối thôi các bác ạ. Em sẽ đo ước chừng bằng găng tay 20 này, 40, 42 cm. Đến mặt trước sâu là 20 này, 42, 44 cm sâu. Và chiều cao 20 này, 40 này, 60 này, 66, tầm cao tầm 66 cm. 2 bát 30 trên một thân thùng, họng kèn tiêu chuẩn nha. Đấy, thùng đây có 4 vách thoát hơi qua những cái lỗ này. Đấy, các bác nào mà chơi cái mẫu này mà đi làm mini night show thì được. Con này thuộc dạng là siêu nở, tiếng nở nó quạt rất là ghê, quạt kinh lắm các bác ạ, không đùa được đâu. Cái này các bác nên thùng xong là các bác mà đánh theo kiểu chia quay đúng hết nước chấm luôn, hay hết cỡ luôn. Đấy, lưu ý nhá, họng kèn đây này, 60-40, cốc mở 60-40. Đấy, và trên thùng cũng 60-40 luôn. Thì các bác nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ trực tiếp với em. Sơn sần cát có rãnh dày này. Đấy, rãnh dày. Đấy, tấm này bằng nhôm, nó đắt được cái tiền phụ kiện này, họng kèn này, thanh nhôm này. Trên thùng nó có hạ cấp để các bác đặt loa dưới, loa trên, vừa khít cái chân luôn. Đấy, thùng trông nó rất đơn giản này thôi, tốn tiền. Rồi, nó có một vách ở giữa đây, gia cố cho cái thùng nó chắc. Đấy, thì hôm trước các bác nào hỏi em là có hỏa tiễn đôi 30 không thì hôm nay là có hàng nhé. Các bác nào lấy cái gì thì liên hệ trực tiếp với em. Em giới thiệu nhanh gọn thôi, nhưng còn giới thiệu chi tiết thì đấy, trong clip lần sau. Hôm nay báo cáo các bác là có hàng về. Đấy nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.